Mario Moro sinh ngày 4 tháng 12 năm 1988 tại Bệnh viện Cơ đốc giáo Bangkok ở Bangkok, Thái Lan. Mario mang hai dòng máu Đức và Hoa. Anh tốt nghiệp trường Đại học Ram Kham Haeng chuyên ngành nghệ thuật truyền thông và tiếp tục theo học thạc sĩ chuyên ngành truyền thông chính trị tại trường Đại học Greek. Năm 16 tuổi, Mario trở thành một người mẫu trong các quảng cáo, hình ảnh và vi âm nhạc. Sau đó, anh trở nên nổi tiếng qua các vai chính trong phim Black Hang Siam năm 2007 và Cơn Sốt First Love 2010. Mario cũng là nam diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh có doanh thu lớn nhất từ trước tới nay của Thái Lan là Tình Người Duyên Ma, đóng cặp với Javika Hoan. Anh còn là thành viên trong nhóm có tên gọi 41 Channel 3 Superstar cùng với Nadek Kuzin Iza, Wayne Suparat, Pakonchak Borilak và Fupo Ompompanu. Song song sự thành công phim điện ảnh, năm 2011 Mario ký hợp đồng phim truyền hình độc quyền cho đài Channel 3. Anh góp mặt nhiều tác phẩm ăn khách khác. Năm 2016, anh đã trở thành CEO cho thương hiệu của mình là 8 News 8 phổ biến rộng rãi tại Thái Lan và Trung Quốc. Năm 2020, Mario là top 100 ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất châu Á do tạp chí Forbes bầu chọn. Bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua những bộ phim hay nhất của anh nhé!
Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.